Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào 714-899-2000. Thẩm mỹ viện đẹp lầu 2 trong khu trung tâm y tế đa khoa Michael Đào 714-799-5000. Nhà thuốc Tây Procare Pharmacy 714-899-1111. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà phê Sáng. Và trở lại phần cuối của chương trình thì quý vị cho phép chúng tôi gửi đến một vài sự kiện liên quan đến vấn đề các đài truyền hình ở tại miền Nam California. Theo cơ quan chính phủ FCC vừa thông báo thì tại miền Nam California, các đài truyền hình lớn Hoa Kỳ và địa phương như kênh là KSCI 18 hoặc là KDOC 56 sẽ điều chỉnh rescan làn sóng bắt đầu từ giữa tháng 3 và tháng 4 năm 2019. Ngày hôm nay vào lúc 11 giờ sáng thì quý vị rescan lại và rà lại nếu quý vị đang sử dụng antenna theo dõi các chương trình của đài truyền hình Lido Sài Gòn TV cũng như đài truyền hình SET trên hai băng tần 56 và 18 tại vùng Orange County cũng như tại Los Angeles, miền Nam California. Kính thưa quý vị, tại Lido Sài Gòn thì công ty Tektronic Audio Video và lạc tại 16125 đường Brockwood Avenue ở tại thành phố Fountain Valley. Nếu quý vị đi vào trong cái mall mà ngay con đường A ngay giữa ngay góc Edinger và đường Brockwood thì quý vị sẽ thấy cái công ty này tọa lạc ở trong phía bên cạnh của rạp hát ở Sài Gòn Performing Arts. Và quý vị có điều kiện sẽ gặp anh Hùng ở số điện thoại là 714-521-0808. Chính anh Hùng sẽ giúp cho quý vị hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật, sửa đổi hoặc có thể là thay thế cần anten cho quý vị để thích hợp với tất cả các làn sóng đã được tất cả các đài truyền hình chuyển lại và rescan lại. Yeah. Hoặc quý vị khán giả cũng có thể liên lạc với ban kỹ thuật của đài truyền hình Lido Sài Gòn TV ở số điện thoại là 714-979-9562 nếu mà quý vị có những cái thắc mắc nào trong lúc mà mình rescan lại làn sóng. Xuân Kinh là có những cái thời gian làm việc qua cái sự kiện mà rescan là cái làn sóng này. Thế tại sao bây giờ tôi, ngay cá nhân tôi cũng hiểu tại sao phải rescan, mà rescan để làm gì vậy thưa Xuân Kinh? Dạ thưa anh Đoàn Trọng, là mình rescan lại để giúp mà mình coi rõ hơn cái đài truyền hình là Lido Sài Gòn TV cũng như đài SCT. Tuy nhiên là trong cái tiến trình mà rescan lại thì nó gồm có những cái việc gì cần phải làm nè? Trong cái lúc mà mình rescan lại thì quý vị khán giả cũng có thể gọi vô đài ở số điện thoại là 714-979-9562 nếu mà mình có thắc mắc, hoặc cũng có thể đón xem những cái phần talk show trên đài truyền hình Lido Sài Gòn TV có hướng dẫn để mà giúp quý vị khán giả cái phần rescan lại. Vâng, mà như bắt đầu hôm nay là từ 11 giờ thì đài họ sẽ chính thức là restart cái chương trình rescan phải không? Bắt đầu 11 giờ dạ, hả? Đúng rồi. Đó. Nếu bây giờ mình rescan cái máy của mình trước 11 giờ thì đến cái lúc 11 giờ nó có work không? Xuân mình nghĩ là mình nên rescan lúc 11 giờ thì được. Mình bắt được cái làn sóng nó tốt hơn. Được, là tốt hơn phải không? Dạ. Đây là một vài hình ảnh mà chắc là chúng tôi hy vọng rằng phòng máy họ sẽ gửi đến quý vị tất cả những cái băng video mà quý vị có thể theo dõi qua những cái chương trình đặc biệt của Lido Sài Gòn TV liên quan đến vấn đề rescan này phải không thưa Xuân Quỳnh? Dạ, vâng. Dạ. Và xung quanh cũng xin chào quý khán giả đến với chương trình thông báo về việc rescan lại các channel của TV cùng với anh Hùng từ công ty điện tử Tektronic. Phạm Khanh xin chào anh Hùng. Hùng xin chào Phạm Khanh ạ. Dạ vâng. Và thưa quý vị, theo thông báo của cơ quan quản lý truyền thông Hoa Kỳ FCC thì kể từ ngày thứ hai, ngày 18 tháng 3, tất cả những quý vị ở vùng Los Angeles County và Orange County sử dụng những antenna để mà bắt truyền hình TV như là antenna ngoài trời hoặc là để trên bàn hoặc là để trên TV vân vân. Tất cả quý vị phải rescan lại, tức là ra lại các cái channel nếu quý vị muốn tiếp tục xem những cái channel đó. Chương trình sẽ không áp dụng cho những cái satellite, ví dụ như satellite 19 hoặc là những cái cable, hệ thống cable hoặc là những cái dạng mà TV box. Quý vị không cần phải rescan lại, chỉ rescan đối với những cái trường hợp quý vị dùng antenna ở local Los Angeles County
và Orange County mà thôi. Và bây giờ thì anh Hùng sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cái cách rescan lại các cái chương trình truyền hình. Trước hết thì mình chỉ cần vô cái trên cái remote nào nó cũng có cái chữ nó gọi là menu. Rồi sau khi đó quý vị enter vô menu thì quý vị đưa xuống cái phần nó gọi là antenna. Và khi quý vị vô antenna, quý vị bấm enter thì nó sẽ qua bên cái hệ thống nó gọi là auto program. Và sau khi auto program mình vô enter thì bắt đầu cái trên TV nó sẽ chỉ cho mình là air. Và quý vị chỉ cần nhớ là air rồi vô sạc rất là dễ hiểu. Thì khi quý vị bấm sạc thì mình đứng xa cái anten thì nó sẽ bắt đầu nó program và nó scan lại tất cả những cái đài trước đây, nó sẽ trở lại bình thường. Và thưa quý vị, chỉ mất khoảng 5 phút mà thôi để rescan, tức là ra lại tất cả những chương trình truyền hình kể từ ngày thứ hai, ngày 18 tháng 3. Và xin nhắc lại là chương trình này chỉ áp dụng cho những quý vị dùng antenna ở vùng Los Angeles County cũng như là Orange County mà thôi, không hề ảnh hưởng đến những cái hệ thống TV khác như là satellite hoặc là cable. Những cái chương trình, những cái hệ thống đó thì không cần phải rescan lại. Nếu quý vị còn có những thắc mắc về cách ra lại, rescan lại các chương trình truyền hình kể từ ngày thứ hai 18 tháng 3 thì có thể gọi cho anh Hùng từ công ty Tectronic 714-531-0808. Cảm ơn anh Hùng đã đến chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn Phạm Khanh và xin chào tạm biệt quý vị đang xem trên chương trình Leader Sài Gòn TV. Xin chào tạm biệt. Kính thưa quý vị, đó là một vài hình ảnh mà chúng tôi gửi đến quý vị qua sự kiện sáng nay. Là nhiên chúng tôi mong muốn quý vị tham gia với tất cả các chương trình của đài truyền hình để quý vị scan lại cái làn sóng, để quý vị có điều kiện để theo dõi chương trình chúng tôi qua hình ảnh đẹp hơn, âm thanh rõ hơn và tất cả những cái gì cũng đều tốt hơn cho quý vị. Xuân Kiên nghĩ rằng là cái điều kiện mà rescan này nó có khó lắm không? Xuân Quỳnh nghĩ là nó sẽ không có khó và cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên thì như Xuân Quỳnh có chia sẻ là nếu mà quý vị có thắc mắc thì có thể liên lạc với số điện thoại của đài truyền hình Leader Sài Gòn TV để mà mình giúp giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến phần mà rà lại đài. Vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị trong cái tiến trình rà lại đài gọi là rescan lại mà quý vị gặp gì khó khăn thì quý vị đừng có ngần ngại gọi vào cái số điện thoại mà chúng tôi đã gửi đến quý vị. Quý vị cũng có thể gặp anh Hùng là một trong những người họ, cái công việc thương mại của họ liên quan đến vấn đề này. Anh Hùng ở số điện thoại là 714-521-0828. Chúng tôi xin lặp lại là 714-521-0808. Đó là điện thoại của anh Hùng. Hoặc là quý vị có thể đích thân đến Tectronic Audio Video tọa lạc ở 16125 đường Brockhurst Avenue, ngay kế cạnh bên rạp của mà quý vị hay thường đến xem tất cả các buổi trình diễn văn nghệ, đó là Sài Gòn Performing Art. Một vài cái sự kiện mà sáng nay có thể nói là đặc biệt, 18 tháng 3 các đài truyền hình sẽ ra lại rescan lại cái làn sóng của mình. Xuân Quỳnh cũng xin lưu ý là chỉ có quý vị khán giả nào mà mình đang sử dụng anten và sống tại vùng Orange County, miền Nam California thì mình mới quan tâm đến cái vấn đề mà ra lại đài. Thế còn những vùng khác thì không cần phải không, Xuân Quỳnh? Dạ. Hay quá, cái này thì cũng cần nên biết là tất cả những người nào ở trong vùng Orange County mà thôi. Dạ. Còn vấn đề ở Los Angeles, ở phía Bắc Los Angeles, ở phía Nam, dạ, Los Angeles thì quý vị đừng có quan tâm đến vấn, dạ, đề này. Tại vì Xuân Quỳnh biết là cũng có rất là nhiều khán giả yêu mến chương trình Cà Phê Sáng và đang sống tại những cái thành phố khác, hoặc là thậm chí là tại nước Úc cũng có coi chương trình Cà Phê Sáng. Okay. Thì mình không có cần phải quan tâm đến vấn đề này. Vâng, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì trong những giây phút còn lại của phần 4, chúng tôi gửi đến quý vị một trong những sự kiện mà có thể nói người Việt. Chúng tôi muốn nói đến một sự kiện thương tâm trong cái cuộc chiến Việt Nam, nhưng là một trong những sự kiện cũng làm hãnh diện cho người Việt chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, trong cuộc chiến tranh Việt Nam thì rất nhiều bà mẹ đã bỏ con lại ở tất cả các cô nhi viện. Và điển hình đã diễn ra tại một cô nhi viện ở tại Sóc Trăng. Tất cả các bà sơ của giáo hội Công giáo đã nhận được một cái em bé có khoảng độ 9 tháng tuổi đã bị bỏ rơi và giao cho một cái cô nhi viện ở Sóc Trăng. Và sau đó thì cậu trai này đã được một gia đình ở bên Đức đem về nuôi. Và đến bây giờ thì cậu trai này có tên là Philip Rosler. Philip Rosler là một trong những nhân vật mà có thể nói đã được nhiều tất cả các chính trị gia ở trên thế giới quan tâm đến. Vì ông đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ, đặc biệt nhất là Phó Thủ tướng của Cộng hòa Liên bang Đức. Và đến bây giờ thì chúng ta muốn nói đến cái cuộc hành trình của ông Rosler này như thế nào. Ông bây giờ ông đang có mặt tại Hà Nội và ông đã nhận lời mời của công ty gọi là Vina Capital.
để trở thành vị chủ tịch hội đồng cố vấn quỹ đầu tư Vina Capital Venture và chuyến đầu tư vào công nghệ và các doanh nghiệp đã được khởi nghiệp. Tất cả các trên trang tweet thì cho thấy rằng là ông đã có mặt tại Hà Nội, có cơ hội gặp gỡ với Thủ tướng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà trong quá trình mà chúng ta tìm thấy một cái cậu trẻ mồ côi này thì như thế nào, thưa Xuân Kịch? Thưa quý vị, Xuân Quỳnh muốn chia sẻ đến với quý vị một số cái sự kiện diễn ra trong cuộc đời của ông Philip Roessler. Ông Philip Roessler theo học Đại học Y khoa và từng là bác sĩ phẫu thuật tim và lồng ngực. Năm 2009 thì ông đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất y tế trong chính quyền Liên bang Đức và là người gốc Việt đầu tiên trở thành bộ trưởng ở một quốc gia châu Âu. Năm 2011, ông được bầu làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Đức. Thời điểm đó, ông đã rất tích cực quảng bá cho cộng đồng khởi nghiệp của nước Đức. Năm 2012 thì ông nhận học vị tiến sĩ y khoa. Năm 2013, sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức, ông Philip Roessler từ giã con đường chính trị và tham gia ban quản lý Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Kính thưa quý vị, cậu bé Philip Roessler sinh năm 1973 tại thành phố Sóc Trăng, một trong những thành phố vào gọi là miền Tây Việt Nam, miền Tây Nam Phần. Ông mồ côi và từng được nuôi dưỡng tại viện mồ côi công giáo của nữ tu dòng chúa quan phòng Poster tại Sóc Trăng. Khi được 9 tháng thì ông được một gia đình quân nhân người Đức nhận nuôi. Ông Philip Roessler là theo học tại Đại học Y khoa Hanover và đã từng làm bác sĩ phẫu thuật tim và lồng ngực. Thì như quý vị biết là một trong những cái cuộc một người trẻ, một đứa con lai, một đứa con bị cha mẹ bỏ rơi và đã trở thành một người con và trở thành một công dân Đức. Thì đến bây giờ ông đã qua những cái chức vụ của ông đảm nhiệm ở trong thành phần của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, mà cao nhất là chức vụ phó thủ tướng. Đến bây giờ thì ông lại trở về Việt Nam và đảm nhiệm một trong những chức vụ cố vấn cho một cái công ty đầu tư ở tại Việt Nam. Đây là một sự kiện cho thấy rằng châu rồi về hợp phố hả? Như ông bà mình nói, châu về hợp phố cũng đúng. Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ nương tựa, mới có 9 tháng trời đã được một gia đình người Đức bảo lãnh về nuôi, đến bây giờ qua một cái gọi là ở lớn lên trong một cái trôi trường xã hội mà có thể nói đầy đủ phương tiện để bảo vệ cho con người có thể thành công ở trên mọi phương diện. Và kính thưa quý vị, cậu bé Philip ngày nay đã là một trong những nhân vật trở lại Việt Nam, nơi quê hương của cậu bé, và với một cái ước nguyện để giúp làm sao cho cái quê hương của cậu đạt được một cái thành quả tốt trong tương lai về kinh tế. Đây là một sự kiện mà làm cho chúng ta đánh thức chúng ta để chúng ta quan tâm đến tất cả những gì người Việt chúng ta hiện nay đang làm ở khắp nơi trên thế giới, thưa Xuân Quỳnh. Kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, quý vị cùng với Xuân Quỳnh với chúng tôi qua Cà Phê Sáng, và hy vọng quý vị vẫn giữ làn sóng này để cùng với Thảo Yên và Hoàng Trọng Thủy qua chương trình Thời sự Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.